Xin chào cả nhà, thì hôm nay Liên sẽ cập nhật cho cả nhà dòng Exciter 155 sẽ có phiên bản 2023 và 2024 luôn. Thì cả nhà mình xem được điểm khác nhau, thì nói chung là về điểm khác nhau của em này thì 24 nó ra cũng được một thời gian rồi, anh chị em mình cũng khá là rành rồi. Tuy nhiên về cái màu sắc thì 24 nó sẽ ra màu nó cũng tầm được 9-10 màu gì, 8-9-10 màu gì đó, thì anh chị em mình clip này thì Liên sẽ cho coi được một hay hai màu thôi. Còn cả nhà mình thích được cái màu, quan tâm hết cái màu của xe 2024 thì liên hệ với Liên qua Zalo á là 0985 791 100, thì có gì Liên sẽ gửi màu cho các mình tham khảo nhé. Đầu tiên là mình đến với phiên bản tiêu chuẩn của 2024 này là màu vàng. 2024 màu vàng thì Liên sẽ có thêm được á, màu zin của nó sẽ có được lên là màu đỏ bóng cả nhà, đỏ tươi á với cái màu đen nữa nha. Thì đây màu tiêu chuẩn sẽ là phiên bản chìa khóa nhé. Thắng là thắng thường luôn nha cả nhà, chứ phải ABS. ABS thì Liên cũng có luôn nhưng mà hiện tại Liên trưng ở đây là thắng thường. Màu vàng thì Liên kết hợp luôn được là một cái tay thắng với cái bao tay màu vàng như thế này, rất là hợp với xe luôn cả nhà. Đặc biệt nữa là cái chống độ sau nữa này, rất đẹp luôn. Về phụ kiện của phiên bản 2024-2023 thì nó cũng giống nhau quá cả nhà. Mình gắn cái nào thì bên Liên cũng có luôn nhé. Liên phuộc này, phuộc màu vàng, phuộc cực kỳ đẹp luôn. Thêm mất cái bình dầu bên hông này, rồi cả te màu vàng luôn, liên nguyên bộ màu vàng luôn, ba ga titan này. Những phụ kiện này mình tới cửa hàng mua xe mà có liên hệ với Liên thì Liên sẽ giảm giá phụ kiện cho mình từ 10% đến 70% ha. Về giá xe sẽ giảm cho mình từ 1 tới 2 triệu này. Ở trong này là phiên bản 2023 này. Ở đây Liên có được cái màu hồng này cả nhà. Đó. Vì xe ẹt bên Liên sẽ lên phụ kiện nó cũng nhiều hơn so với những dòng xe khác á, nhưng mà phụ kiện thì mỗi xe Liên sẽ lên mỗi kiểu khác nhau. Nên anh chị em mình mà thích gắn phụ kiện kiểu nào thì bên Liên cũng sẽ gắn cho mình theo nhu cầu của mình ha. Màu trắng hồng, màu hồng này, rồi màu trắng này. Đây được cái màu xanh GB. Xanh GB này là màu sơn 3D nha cả nhà. Rồi màu đỏ caddy là tem này là Liên chuộng tem racing ha. Đó. Thêm được cái màu xám xi măng, hai em màu xám này rất là sang luôn. Một em màu xám là kiểu xám đen, một em là màu xám lên tem vàng gold này cả nhà. Hai màu này rất là sang và nó rất là hot trong thời gian vừa rồi luôn nha. Rồi cái màu nữa là màu tím iPhone này. Màu zin, màu đỏ zin của phiên bản 2023 này. Rồi thì có được cái màu xanh tím xanh tím này cả nhà, xanh tím. Cái màu bên này là màu xám tím, cái này là màu xanh tím này. Thêm pha lên phủ bên ngoài là màu xanh, rồi màu cam, màu xám. Dưới này thì có được cái màu xanh tím titan này cả nhà. Đây. E thì giá dao động là từ 42 năm cho tới là 45 triệu sẽ là tùy màu nhé. Tùy màu là giá này bao gồm cả tiền sơn luôn rồi nha cả nhà. Đó, trong này thì Liên có được một em màu màu zin này, phiên bản 2024 này cả nhà. Đó. Mình nhìn hai em nó sự khác nhau cả nhà. Nhìn thì có vẻ nó bự con hơn đúng không? Mình thấy ra thì thấy nó chỉ là thiết kế của cái mặt nạ của xe này nó hơi góc cạnh một xíu, thì mình nhìn nó kiểu hơi bự hơn một chút thôi ha. Rồi trong này thì Liên có được cái màu màu xanh cốm này, xanh lá mạ đó cả nhà. Rồi cũng màu xám xi măng lên tem xước này, rồi xanh xi măng này. Đó. Thì ẹt này thì Liên sẽ có hỗ trợ cả góp và tiền mặt luôn á. Góp thì mình đưa trước là từ 5 đến 6 triệu là mình có thể sở hữu xe được rồi ha. Điều kiện là từ đủ 18 tuổi trở lên này, đủ ngày, đủ tháng này. Giấy tờ thì mang căn cước gắn chip. Nếu mình có thêm được bằng lái xe hay bảo hiểm y tế này, hoặc là mình đã đăng ký định danh điện tử mức 2 thì mình cứ mang lên, thì em Liên sẽ có nhiều ngân hàng cho mình lên hồ sơ hơn và là xuất ưu đãi cho mình luôn nhá. Đó. Thì ngoài dòng xe này ra thì em Liên những cái màu này ra bên Liên sẽ có hỗ trợ là sơn xe theo nhu cầu của mình nữa. Anh chị em mình muốn có những cái mẫu là đẹp bên ngoài đó, mình gửi cho Liên thì Liên sẽ sơn theo nhu cầu của mình ha. Bên Liên có thâu xe cũ và đổi xe mới nữa. Anh chị em mình có xe cũ thì mang lên thâu lại giá cao cho mình nhé. Và cảm ơn cả nhà ha. Bye bye.